Hello everyone. Go on our present perfect tense. Sudah ini atau apa ni? Jo bantu baca manakah boleh boleh bahagia yang tiad. Note E. Lihat nak cemnam E. A number of verbs aren't double as answer, open, happen, enter, offer, listen, visit, remember, develop, budget, consider, etc. Because the stress is not the last syllable. Nhưng mà lẽ đã chấm năm y là bao nhiêu? Kể ra sắp mua chấm luôn. Kế mẫn đặt bỏ tiền. Đôi chia kể sắp answer. Các sống cắt sống lê là bảo viên nơi bị mốc tì và answer. Án nâng viên lê minh thà về lưu khlăng, sống cắt sống lê về lưu khlăng chiến answer. Và chào ấy, open, ô có lưu kỳ bị mốc đáy. Happen, happen có về lưu bị mốc khlăng đáy. Các sống cắt sống lê mà nơi bị chương trời. Tôi chia chân chân nhạc đi tốn, hơi bằng to máu sạc tầm mùi cả đáy. Thế này, kê mà đặt bỏ tì. Enter, chôn, và chôn tự khá nóng. Ca sẽ có sử lý viên đời bị mốc. Offer. Chun pro kênh. Có ca sẽ có sử lý viên đời bị mốc đá. Listen. Ca sẽ có sử lý được bằng viết. Có nơi bị mốc đá. Visit. Có chẳng đá. Remember. Ca sẽ có sử lý viên nơi trong cảnh đá. Mình mến nơi trong cảnh đá. Develop. Có nơi trong cảnh đá đá. Budget. Ca sẽ có sử lý nơi bị mốc. Consider. Chẳng ca sẽ có sử lý nơi trong cảnh đá đá. Là miền tràn to từ tiết vì bước ca sẵn cất sẵn lên mình thắt nơi riêng trong rồi và đại sao ta kê mình đọc bò thì bà dân mơ visit, visited, visited, open, 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 answer, answer, answer. Chẳng miền tràn hai đây bàn dân đăng thá ca sẵn cất sẵn lên mình nơi riêng trong rồi xong bây tập bà tràn được rõm kê miền đặt phonetic symbol là dân an. Cứ cá bằng chân sầm lên rồi bỏ ví hai kia miên đặt apostrophe sọt bị lớn nữa cứ bằng hai nhàn pi cá sầm cá sầm lên để cho nên dân muốn nâng tầm tinh pi mình muốn dân mơ vì vậy chứ bạn miên tu để ti chứ say kể sắp say kê sắp regular or irregular sầm lên vì an chẳng may dân trai che ở bên bà con nè phone thích symbol cứ dân trai để che cứ chụp cá sinh cái hai sinh khai hai sinh nhân cứ số sinh nhá này cá bằng chân sầm lên nhân và đôi chân này dương mơ nè cứ miên tràn mà miên được bao nhiêu thế nè lạ cứ ca sầm chân sầm lên bảo vía cứ mình thắt nơi chiên trong còi đi thế dân cái ắt đập bò thế cái time đi cái ắt đập bò thế ok let's start note F let's start note F à lấy dương chập đam lẹt lại chầm nắm F dương mơ F verb with ending in Y and following a consonant. I change Y into I before ED. Kết giác sắp tiếng lại nà, đại nơi trong cõi Y. Hai. Bần to màu chia. Chân chỉ nhẹ mùi. Trời kê, plak đô Y nắng, tư I sân. Muốn nâng bằng thêm ED. Dương mơ. Example present past participle. Nâng kia sắp tiên tốt ná. Kiên dịch vì nâng kia sắp tiên tốt. Công lục lòng cho mỗi nâng kia sắp tiên tốt ná. Study. 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 Reply. 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 Apply. Apply. Applied. Dương mơ. Kế sắp vai đi trong cơ rồi tôi vai trong cơ rồi hai bằng tọa máu cho nhìn nhẹ mùi. Đối chứ này, con dương bắt đầu vai từ ai sân tự thêm ED. Là study đến sắc xá, là ban sắc xá. Reply, chạy lời tọc. Chạy lời tọc. Reply to somebody, mình này thá. Chạy lời tọc tới căn đàn nào nhẹ mình. Reply, ban chạy lời tọc. Apply, apply bắt đầu. Bắt đầu ấy. Đối chứ apply sẽ mùi dân tớ. Bởi apply for, mình này thá đã bị xong. Apply for a job, mình nên thả đặc biệt xong thuê ca.
apply mà đòi ao mà apply cái mũi tớ apply water đòi ao tắc mà đòi tắc đòi lấy dân tớ mà tôi cho nên apply coi chẳng đai dương thời trăm đó cái sắp đam miên của tôi trong rối hay bà to máu cho nhìn nhẹ mũi cái môn đường time ED kì đồ vai từ ai sẵn. Ok, let's start node G. Let's start node G. Lời dân chạp đàm node G. Verb with ending in Y and following a vowel are added ED. Group kê sắp tiếng lại nà đại nơi trong mình chọc Y hai bằng to mọc chỉ sắc mùi. Trời kê bằng thêm ED tại mặt đó. Dương mơ ông chẳng hòa present past participle. Obey. Stay. Dương ám chọc tại mặt đó. Stay. Obey nên mình là sắp bằng ốp. Rư cổ rục tán. Stay snap nơi. Bạn snap nơi. Bạn snap bằng ốp. Đối với này, còn tại dương bằng thêm ED vô tại mặt đó. Vì bố viết. Miền vai trong cõi mẹn tay bằng to màu đòi sạc. Nhưng đang hay sạc miền bảo màn, sạc miền pram. Bà I, O, A, U, E. Bà từ chân này dương trời tròn chám nè. Tròn chám. Ní chì khắc buôn. Về chở cò. Tam lùm đập. Tam ba là chọp. Cụp lẹc này áo lục cụ lùm ất. Tam cào tới dương riêng chọp dương nâng thuê lùm hạt mùi mùi. Đã lời nâng. Chô mà đó. And other note. Chấm nám mũi tiệt, ok? Let's start the pronunciation of suffix ED. À lời dương chắp đàm nơi ca bằng tranh sầm lên nơi suffix ED mà ca biết bằng thaym ED mà suffix nâng ca biết bằng thaym ED. Nhưng mà ED miên sầm lên in nơi P đà viê cho nơi cõi sầm lên chân chân nẹ D hay nâng T. Ước thì họ present pa participle. Nhưng mà visited và dân an thích nè ý nâng ghi miên sầm lên in nâng chọc tới chân mũi nâng visited expanded wanted đối với cái lại ní dương miên bằng chân sầm lên ít mà ít đã p này bị cho nữ rồi đi hay nâng thi vì bằng chọc sầm lên tới chứ visited expanded wanted đối với này dương miên ca bằng chân sầm lên chung suffix nữa cứ tiếc đá để cái bằng thai mày rối cái hai tháng suffix và dân tiện đài miên sầm lên là y đi nâng miên sầm lên ít nâng p đài vì chó nực rối đi hay nâng thì expanded nhé bùng rịch vía ở thôm bùng rịch vía và wanted nhé bàn trong bàn trai ca mà bọn visited để cho này dương trời chọn chấm bà sana dương trời an biệt thai bị đi nước miên ca bằng tranh sầm lên chẳng mà chấm nói tí mùi. Ok, let's start number two. Ta dương chấm đam nơi chấm nói tí pi mình. Let's start number two. Lời dương chấm đam nơi chấm nói lấy pi yên mưa từ ngọc nía đi miên sầm lên thà thở bà nơi pe đai vi cho nơi cõi sầm lên chôn chỉ nhẹ đôi chỉ phớ k f s s s ba sầm lên ít sao những cái s dương ưu tiên hợp present past participle dương mới helped anh đang dương mình tranh sầm lên hàng cõi thật nè bàn tay kim đai anh gì helped ở khăng dân tê nhưng gì thoát mà đa còn làm miên sầm lên được tôi gọi helped nè booked washed ba
dương mơ đó chân miên tái sầm lên chân nhẹ thoải mái đúng tì cứ miên tập ăn đúng tì nè cứ dễ cho bác cái này chân bằng về có nè đại khi nhông con ơi lơ lơ ra khiên tiệm thoải mái bị lơ máu đúng bị muốn máu đúng cứ miên tập ăn đúng tì nè đại dương bằng tranh sầm lên bản đằng nè dương thời tròn tròn chân cứ sầm lên y đứng miên sầm lên thật nơi pê đá dương thay nơi cõi thì tôi sầm lên chân nhẹ bạn bản đằng nè bản đằng dễ khi cho bác chân đầm rò nè grammar help chui helped bàn chui book booked book nấm cọ tục chỉ môn bà nhưng cọ tục dây mùi dân tấn was washed như mình đi thá đọc liêng bà bao của nên bà was từ chỗ này dương từ trong chám mà let's start number three start number three lời dương chập đam chỉ mới tìm bày ed an thật đật bà when it stand after deep song a o i o i e a u water e e a a a o o u u a a a and consonant sounds as b g w d z ch z m n ng and look. Ba, ee di mean sam leng da, na pe dai vi cho na kroy srap som, ba srap som mean tang oh na knong bu cho da ni, hai nang sam leng srap, ba sam leng srap som, sam leng srap na knong bu cho nang. Hai prom tiang sam leng chun chi ne, tiang oh nang ba. Ku mean sam leng thak da. Yang ung thi ho, pachaman a kal, a tay ta kal, ke sap tung ti bay, ba. Nhưng mà play, 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 rap, 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 rap nâng đọc, đọc, đọc chút. Thế cho nên, mình men miên tới kê sạp nâng tế, bà dừng thấy tròn chấm. Thá bà sân na, đai kê sở xế, phôn thích symbol đôi chìa, dạng bà đôi chìa, miên là nâng, đá, miên là nâng, đôi chìa nâng, bật, miên là nâng, miên là nâng, cứ miên sầm lên, ED nó cứ miên tầm lấy đặt bà dâng dâng trong trăm tha về miên bấy bà cho nói 1, 2, 3 bà ca bánh tranh sầm lấy này suffix ED cứ miên bấy cho nói nâng lúc rú nâng lùm ất ca lì mùi nè mùi ở chỗ bà nà hai sầm khâm tha dương dùl see you the next part.